Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Cường Hàng Bãi. Thì nay em có về thêm một số món đồ nghề nữa các bác. Nay có một số mẫu xẻng này, số mẫu kéo cắt tỉa hàng rào, một số mẫu bánh xe của Nhật này, à, một số kìm kéo, dao đi rừng và một số dao bếp. Nay là mã D ạ. Mã D1 là một chiếc thước này các bác. À, một chiếc thước thước này nó dài 1 mét nha bác, còn nguyên trong bọc này. Đây, thước này dài 1 mét, có logo nội địa Nhật này, đây có dấu nội địa Nhật. Đây, số và vạch thì còn rất là rõ nét này, không có bị mờ vạch nào hay số nào đâu nhá. Đây, thước còn đẹp gần như thước mới luôn các bác. Đây, mặt sau này thông số còn cũng còn rõ nét này, không có bị mờ một tí nào luôn. Thước Nhật rất là dày cứng cáp. Đây, chiếc thước D1 này, nó có còn nguyên trong bọc các bác. D1 là 300. Đây, thước D1 300. D2 một chiếc thước thủy ạ. Chiếc này dài tầm nó dài là 59 cm nha bác. Dài 59 cm ạ. Đây của hãng Tajima này, made in Japan này. Đấy, tem mác đầy đủ rồi. Ở đây, ở cạnh này nó có hai đầu, nó có 500. Có 500 nha bác. Hai đầu có 500 để giữ thước đấy. Nó có hai ống cân nước này, một ống cân chiều ngang và một ống cân chiều dọc ấy. Chiếc thước D2 là 250.000. D2 250.000. Đến D3, một chiếc xẻng nhọn. Chiều dài lưỡi xẻng 22 cm và bản lưỡi xẻng rộng tầm bản lưỡi xẻng nó rộng 16 cm. Độ dày lưỡi xẻng là 2 ni. Rất là dày và cứng cáp đấy. Đây, bề mặt lưỡi xẻng còn đẹp này các bác. Đây có khắc chìm chữ steel này. Đây, cán gỗ cũng còn đẹp chắc chắn này, tem mác đầy đủ. Chiếc xẻng D3 là 250.000. D4 một chiếc xẻng vuông. Chiều dài lưỡi xẻng 28,5 và bản lưỡi nó rộng 23,5 và lưỡi xẻng cũng dày 2 ly. À, bề mặt lưỡi xẻng thì người ta có sử dụng rồi nha bác, nên nó cũng bị dính ít xi ít vữa đấy. À, nhưng mà lưỡi xẻng còn rất là đẹp đấy, không có bị rỗ đâu nha bác. Có khắc hình con chuồn chuồn này các bác. Có logo nội địa Nhật này. Có dấu nội địa Nhật đấy. Đây, cán gỗ cũng còn đẹp chắc chắn đấy. Chiếc xẻng D4 là 260.000. Đến D5 một chiếc xẻng vuông nữa. Chiều dài lưỡi xẻng là 29,5 và bản lưỡi rộng tầm 22,5 và lưỡi xẻng dày 2 ly đấy. Rồi, bề mặt lưỡi xẻng cũng đẹp này các bác, cũng không có bị rỗ đâu nha các bác. Rồi, thép Nhật thì rất là cứng này, rất là cứng luôn. Đây có khắc chìm cái hình kiểu như ngọn núi này các bác, hình ngọn núi đấy. Rồi, cán gỗ cũng còn đẹp nhá, nhớ thêm nó là chắc chắn rồi đấy, này bác về sử dụng thôi. Chiếc xẻng D5 là 270.000. D6 một chiếc xẻng vuông loại lớn này các bác, xẻng vuông lớn đấy. Chiều dài lưỡi xẻng 35 cm và chiều rộng của nó là 25 cm. Và lưỡi xẻng này cũng dày tầm 2 ly đấy, cũng rất là dày và cứng cáp nhé. Bề mặt lưỡi xẻng thì còn nguyên lớp sơn mạ màu đen này các bác. Lớp sơn mạ còn nguyên, gần như chưa sử dụng luôn này, vẫn còn lớp sơn mạ đấy, rất là đẹp đấy. Đây có khắc chìm hình con voi nha các bác, quả hiệu con voi này, có logo nội địa Nhật này. Đây, có dấu nội địa Nhật. Đây, cán gỗ còn đẹp này.
Chiếc xẻng D6 là 300. D6 300. Tiếp đến D7. D7 là một chiếc kéo cắt tỉa hàng rào em ạ. Chiếc này chiều dài lưỡi sử dụng tầm 15 cm. Và bản lưỡi nó rộng tầm 3 cm. Đây, lưỡi kéo là lưỡi kéo cong nha bác, lưỡi này một mặt nha. Lưỡi một mặt đấy. Đây, lưỡi kéo còn đẹp này, cũng không có găm mẻ gì đâu. Đây, kéo này nó có một cái lưỡi kéo có một cái cữ ở đây mà. Đây. Cán còn rất là mới nha bác. Cây này cán còn rất đẹp và mới này. Cán nó dài 43 cm. Cán dài 43 cm này. Đây, nhìn cán còn rất là mới luôn. Tem mác đầy đủ này. Đây, gần như một chiếc kéo mới luôn này. Chiếc xẻng D7 là 220.000. D8 một chiếc kéo cắt tỉa hàng rào nữa. Chiều dài lưỡi sử dụng là 13 cm. Và bản lưỡi nó rộng tầm 3 cm ạ. Đây, bề mặt lưỡi kéo còn đẹp nha bác, không có bị rỗ đâu. Lưỡi kéo cũng không bị găm mẻ gì. Đây, cán cây này cán còn rất là mới này. Cái này cán nó cũng dài 43 cm nha bác. Cán dài 43 cm, còn rất là mới, tem mác đầy đủ này. Gần như một chiếc kéo mới luôn. D8 cũng là 220, D8 220.000. D9 một chiếc kéo cắt tôn lớn này không? Chiếc này nó dài tổng thể là 49 cm nhá bác. 49 cm, chiếc kéo cắt tôn size lớn đấy. Đây, lưỡi kéo thì hai lớp thép này. Lưỡi kéo còn đẹp nhá. Lưỡi rất là dày luôn này. Đây, lưỡi kéo này nó dày tầm 11 ly luôn này các bác. Dài 11 ly, các bác sử dụng cắt mấy loại tôn lớn đấy. Chữ này. Ở trên phần cán của nó có chữ khắc chìm này. Khắc chìm rất là nhiều chữ luôn. Cái này ngoại hình thì nó cũng không có bị rỗ đâu nha bác. Đây, cũng còn đẹp, sử dụng tốt đấy. Kéo cắt tôn D9 là 320.000. Đến D10. Một chiếc cuốc nhỏ nữa bác. Chiều dài lưỡi cuốc tầm 7,5. Và bản lưỡi cuốc nó rộng tầm 6,5. À, độ dày lưỡi là 4 ly ạ. Dày lưỡi 4 ly. Đây. Này nó có một đầu cuốc và một đầu cào nha bác. Đầu cào 4 răng này. Chiều dài lưỡi cào này nó là 10,5 ạ. Và bản rộng tầm 8,5. Đó. Một đầu cuốc nhỏ này và một đầu cào 4 răng. Đấy. Cán còn đẹp này. Chêm rất là chắc chắn rồi. D10 là 180.000. D11 một chiếc lưỡi đánh cây đấy bác, kiểu lưỡi đánh cây đấy. Chiều dài lưỡi tầm 6 cm. Và bản lưỡi rộng tầm 9 cm. Độ dày lưỡi là nó tầm 9 ly nha bác. Rất là dày. Lưỡi này mài hai mặt này. Ba lớp thép. À, bề mặt lưỡi còn đẹp này, láng mịn đấy, chữ khắc chìm rất là nhiều. Đây, phần cán nó người ta làm kiểu này gần như giống, nó giống như một chiếc cuốc ấy các bác, kiểu giống một chiếc cuốc để đây, bập rễ cây ấy, để chặt rễ cây ấy mà. Đây, bề mặt còn đẹp nhá. D11 là 200. D11 200. Đến D12. D12 là một chiếc búa bi này đúng không? À, một chiếc búa bi. Chiếc này dài tổng thể
cả đầu búa và cán là 32 cm, 32 cm. Đây, ở trên đầu búa người ta có khắc hình viên kim cương này các bác. Đây, có hình viên kim cương ở trên đầu búa này. Đầu búa thì còn đẹp này, chưa có bị chảy trượt gì, cũng gần như chưa sử dụng đấy. Đầu bi này cũng còn đẹp. Đây, cán còn đẹp chắc chắn nhé. Chiếc búa này nặng tổng thể cả đầu búa và cán là 6 lạng nha bác. Nặng tổng thể là 6 lạng đấy. D12 là 150.000. D13, một cây kìm cắt của Mỹ. Cây này dài 23,5 cm. Cây kìm cắt của hãng, có tên hãng này bác, Kelvington này. Kelvington đấy. Có hình người neo cột điện này bác. Đây, có hình người neo cột điện này. Hãng Kelvington này là hãng của Mỹ nha bác. Cây kìm cắt của Mỹ. Đây, lưỡi cắt còn đẹp này các bác. Lưỡi cắt còn khít còn đẹp này. Tay cầm được bọc một lớp cao su. D13 là 280.000. Cái này các bác mua sử dụng cắt mấy loại dây kẽm nhỏ rồi dây thép ấy, nhỏ. Cắt dây điện được ấy. Cây của Mỹ ấy. D13 280. D14, một cây kìm bấm thắt lưng ấy, bấm dây da nha bác. Cây này dài 21 cm. Đây, nó có 6 đầu bấm to nhỏ khác nhau nha bác. 6 đầu bấm to nhỏ khác nhau này. Và cái đế bấm của nó là đế đồng nha bác. Bằng đồng ấy. Có một cái chốt gài ở đây. Có một cái chốt gài đấy. Đây, tay cầm bọc một lớp cao su này. Rồi, cây này thì cũng còn đẹp gần như mới luôn đấy. Này chuyên bấm thắt lưng, bấm mấy cái đồ da, túi sách, các thứ đồ bằng da nha bác. D14 là 160.000. D15, một cây kìm chết của hãng Baker này. Cái này dài 22 cm. Dài 22 cm. Đây có khắc chìm tên hãng Baker này. Đây có chữ USA này. Đây, răng lợi còn đẹp nguyên nha bác. Đây, chưa thấy dấu hiệu chảy trượt gì luôn này. Gần như chưa sử dụng luôn đấy. Chưa có bị chảy trượt một tí nào luôn. Răng trên, răng dưới còn rất là đều. Đây có khắc 10 CRV, thép CRV này. Hình tổng thể còn nguyên lớp xi mạ ngoài đấy. Con ốc chốt đây thì chốt đồng này bác. Cái con ốc điều chỉnh đây chốt ốc đồng đấy. Còn sử dụng rất là tốt nhé. D15 là 300. Đến D16. D16 là một bộ bánh xe này bác. D16 một bộ bánh xe gồm có 4 chiếc nhé. Loại bánh xe nhỏ nha bác. Loại bánh xe này nó tải được khoảng 3-40 kg nha bác, khoảng 3-40 cân đấy. Đây. Bánh xe còn rất là đẹp này. Đây. Bánh xe này không có bị một vết nứt nào nha bác. Đây em kiểm tra hết rồi. Bánh xe còn rất là đẹp. Đây. Còn hoạt động bình thường nha bác. Đây. Nó gồm có 4 cây đấy. Cây nào nó cũng có dấu nội địa Nhật này các bác. Đây. Một bộ bánh xe cây nào đây có cả thông số 50 x 20 này. Đây, cây nào cũng có dấu nội địa Nhật hết. Đây. Một bộ bánh xe gồm có 4 chiếc. D16 là 130.000. D16 130. Gồm có 4 chiếc bánh xe. D17, một ổ khóa của Đức nha bác. À, một ổ khóa chống trộm. Đây có chữ Made in Germany này. Có khắc nổi chữ Gold này các bác. À, và người ta có khắc nổi những cái hoa văn rất là đẹp này các bác. À, hai mặt đều khắc nổi hoa văn rất là đẹp luôn. Made in Germany. À, dưới này có khắc chữ Gold. Người ta có cho 4 cái chìa khóa này các bác. Đầu chìa khóa của nó là như thế này này. Khóa này chống trộm thì rất là tốt đây các bác.
Đây. Mạ một lớp kiểu vàng ấy, bác nhìn rất là đẹp luôn. Đây, ổ khóa D17 là 250.000. D18 một chiếc Eto. Chiếc Eto này size là 50 nhá bác, size 50. Đây. Phần miệng của nó là 5 sen nha bác. Đây, miệng dài 5 sen. Còn rất là đẹp này bác, tem mác cũng còn này. Đây, lớp sơn mạ cũng còn. Gần như một chiếc Eto mới luôn đấy, còn đẹp. Đây, mấy con mấy cái ốc điều chỉnh ở đây thì còn vặn rất là trơn tru mượt mà nhé. Đây, miệng Eto còn rất là khít nha bác. Đây. Gần như một chiếc Eto mới luôn này. Size của nó là size 50. D18 260.000. D19 một chiếc đèn pin đa năng. Đây, một chiếc đèn pin đa năng này bác. Đèn này nó có rất nhiều chế độ sáng nhé. Rồi, một chế độ sáng rõ này, sáng mờ và nhấp nháy này, một chế độ nháy đấy. Nó có 3 chế độ sáng này bác. À, khi các bác bấm giữ cái nút đây, bấm giữ nút này thì nó sẽ chuyển qua chế độ sáng đèn ở giữa này. Và bấm giữ nữa nó chuyển qua chế độ nháy này. Nháy điện màu đỏ này. Đó. Chuyển qua chế độ nháy rất là đẹp luôn này. Đèn pin này thì đây, ở dưới đuôi của nó có la bàn luôn này các bác, ở dưới cuối này có la bàn nhá. Và đèn này các bác sử dụng sạc bằng cổng sạc sạc điện thoại đấy và sạc bằng năng lượng mặt trời được nhá. Đây, rất là đa năng luôn. Đây nó dùng sử dụng cổng sạc kiểu như của điện thoại Samsung này các bác, 5V này. Và sử dụng sạc của đầu sạc USB được nhá. Đây. Đó, dưới thì có la bàn luôn. Đây. Đây trên đầu này cái này nó có nam châm luôn này các bác. Đây, cái phần này là phần nam châm nhá. Đó, rất là nhiều công dụng luôn này. Vừa sạc bằng điện thoại và sạc bằng năng lượng mặt trời được. Đây. Có chữ Ponike Made in Japan này. Ponike Made in Japan. Đây, người ta còn cho một cái dây sạc nha bác. Cho một cái dây sạc đây. Đây, dưới đuôi này có một cái dây đeo. Đó. Đèn pin rất là nhiều công dụng rồi, đa năng. D19 là 300. D19 300. D20 một chiếc cưa tay. Chiều dài lưỡi cưa tầm chiều dài lưỡi cưa sử dụng tầm 30 cm và bản lưỡi rộng tầm 4,5 và độ dày lưỡi này nó dày tầm 1 ly nhá bác. Rồi, lưỡi này dày tầm 1 ly. Đây, bề mặt lưỡi cưa còn đẹp này bác, còn nguyên lớp sơn mạ luôn này, răng cưa thì còn đều và đẹp nhá, không có bị gãy hay móp méo răng nào đâu. Đây có tên kiểu như tên hãng của nó này bác, Baker Japan này. Đây, tay cầm bọc một lớp cao su, cầm nắm sử dụng rất êm tay. Lưỡi cưa này các bác có thể tháo rời ra được nhé. Đây, lưỡi cưa này các bác có thể tháo rời ra và thay thế lưỡi này nó có hỏng thì thay thế lưỡi cưa khác được. Đấy. Lưỡi cưa tháo rời ra được. Đây, và lưỡi cưa có một cái hộp nhựa này bác. Đây, có một hộp nhựa nhé. Không sử dụng nữa, cho trong hộp rất là gọn gàng luôn. Chiếc cưa D20 là 170.000. D21 một chiếc cưa tay nữa. Chiếc này lưỡi cưa sử dụng 20 cm. Và bản lưỡi rộng tầm 3 cm. Và lưỡi cưa này nó cũng dày 1 ly. Đây, bề mặt lưỡi cưa còn sáng còn đẹp này các bác. Răng cưa thì cũng còn đều này. Cũng không có bị móp méo hay bị gãy răng nào đâu. Răng cưa còn đều nguyên. Đây, tay cầm là nhựa nhá. Nhựa cứng đấy.
Đây, và lưỡi cưa nó cũng có một cái hộp này các bác, hộp nhựa. Đây, tem mác đầy đủ này, Made in Japan này. Tem mác còn nguyên. Chiếc cưa D21 là 150.000. Tiếp đến D22. D22 một chiếc kéo bướm size lớn này các bác. Chiếc kéo bướm size to nhé. Chiếc này dài 21,5 cm. Nó dài tầm 21 cm nhé các bác, dài 21 cm. Size lớn này. Đây, lưỡi kéo hai lớp thép này, lưỡi kéo đẹp này. Đây, ngoại hình tổng thể cũng không có bị rỗ nha bác. Đây, nhìn cũng còn rất là đẹp đấy. Có chữ người ta khắc chữ thủ công này các bác. Đây, ở phần này người ta có khắc chữ thủ công này. Cái này còn sử dụng rất là tốt. Lưỡi kéo cũng khá là sắc bén rồi. Một cây kéo bướm size lớn đấy. D22 là 200. D23 một cây kéo con cá. Cây này dài 18 cm. Dài 18 cm nha bác. Đây, lưỡi kéo cũng hai lớp thép, lưỡi kéo cũng còn đẹp này, không có bị găm mẻ gì đâu. Đó. Lưỡi kéo còn đẹp nguyên. Đây, cũng có khắc chìm rất là nhiều chữ rồi bác. Đây. Là phần chữ của nó đây nha bác. Rồi phần dưới này còn nguyên lớp sơn mạ luôn này bác. Cây này ngoại hình rất là đẹp luôn. Đây, và lưỡi kéo nó có một cái bọc da đây các bác. Đó, lưỡi kéo nó có một cái bọc này, một chốt gài đây. Đây, trên bọc của nó cũng có những cái hình hoa đấy, rất là đẹp. Cây này các bác có thể mua sưu tầm được này. Sưu tầm cây này rất đẹp luôn đấy. D23 180.000. D24 một cây kéo tỉa. Một cây kéo tỉa. Chiều dài cái này 19 cm. Cây này dài 19 cm nha bác. Đó. Lưỡi kéo cũng còn đẹp này, không có găm mẻ gì đâu. Lưỡi kéo nó cũng khá là bén đấy các bác. Đây, cây này cũng không có bị rỗ đâu nha bác. Đây, các bác có thể thấy phần chữ của nó đây. Chữ khắc chìm này. Đây, có con long đen bằng đồng đấy. Cây này bác mua tỉa lá cây rất thích hợp này. Đấy, bác làm cây cảnh đấy, tỉa lá. Chiếc kéo tỉa D24 là 130.000. D25 một chiếc kéo bếp. Cái dài 21 cm. Dài tầm 21 cm ạ. Một chiếc kéo bếp kéo hồ lô đấy các bác. Có chữ này. Có cái hình gì đây các bác? Hình chữ A gì ạ? Chữ Starlet này. Đó. Đây, lưỡi kéo cũng không có găm mẻ gì à. Lưỡi kéo em thấy nó cũng khá là bén đấy các bác. Đây, và có những cái lưỡi kéo này nó có những cái đường cái răng ấy các bác, kiểu chống trơn trượt đấy, răng chống trơn trượt. Đây, ngoại hình tổng thể cũng còn khá là đẹp đấy. Đây, nhìn còn sáng này. D25 là 160.000. D26 cũng một chiếc kéo bếp này. Chiếc này nó cũng dài, chiếc này dài tầm 20,5 cm. Dài 20,5. Đó, một chiếc kéo bếp kéo hồ lô này. Đây, nó cũng có cái chữ Starlet này các bác. Starlet. Đây, lưỡi kéo còn đẹp này, cũng không có găm mẻ gì nhá. Lưỡi kéo cũng rất là bén đấy. Cũng có những cái răng chống trơn trượt nha các bác. Đây, tay cầm thì nó cũng bị bong chóc mất một ít sơn rồi này. Đây, một số chỗ bị bong chóc một ít thôi. Cũng còn khá là đẹp. Chiếc kéo D26 150.000. D27 một chiếc kìm điện của hãng Fujita.
Chiếc này dài 21 cm nha bác. Đây, size lớn này, dài 21 cm. Có tên hãng Fujiza này bác. Tên dòng sản phẩm NO1050 này. Đây có biểu tượng hình chữ A với dấu mũi tên. Có logo nội địa Nhật. Đó. Lưỡi cắt thì cũng còn khít nhá, không có bị hở đâu nha bác. Đây, miệng của nó đây. Miệng này nó hơi bị dính bẩn một tí thôi các bác. Đây, tay cầm thì bọc một lớp nhựa cứng ấy. Cũng còn tương đối là đẹp nhá. Một cây kìm điện size lớn của hãng Fujiza. D27 là 190.000. D28 một cây kìm cắt dây điện này các bác. Đây, còn nguyên trong bọc luôn. Cây này chưa sử dụng nha các bác. Một cây kìm điện nhỏ đấy. Cây này thì nó dài tầm 12,5 cm. Cây kìm cắt dây điện này. Có hãng, có tên hãng gì, MTC gì các bác. Made in Japan này. Đây, lưỡi cắt còn đẹp nguyên nhau mà, không có bị hở một tí nào đâu. Đó. Có một cái lỗ tuốt kiểu lỗ này để tuốt dây điện đấy bác. Và cây này nó có cái lò xo này. Đây, lò xo khi cắt dây điện thì nó sẽ tự nhả ra đấy. Cắt nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có lò xo. Đây, cây này có cái bọc này bác, còn nguyên trong bọc này. Made in Japan này. Đây, một cây kìm cắt dây điện D28-100. D28-100. Tiếp đến D29. D29 một con dao chặt ạ. Dao đi rừng đấy bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này 17 cm. Và bản lưỡi nó rộng tầm 6 cm. Độ dày lưỡi là nó dày 7 ly. À, lưỡi rất là dày, dày 7 ly này. Lưỡi mài hai mặt này, 3 lớp thép. Bề mặt lưỡi dao còn láng mịn luôn nha bác. Không có một vết rỗ nào đâu. Đây, chữ khắc chìm rất là đẹp luôn này. Đây, chữ khắc rất là rõ nét. Đó. Đây, cái này cán của nó còn rất là mới nha bác. Đây, phần cán còn rất là mới luôn. Cái này bác có thể mua sưu tầm được, rất là đẹp ạ. D29 là 350.000. D29 350.000. D30 một con dao chặt nữa. Chiều dài lưỡi con này tầm 18 cm. Và bản lưỡi nó rộng tầm 5,5. Độ dày lưỡi là nó cũng dày 7 ly nha bác, rất là dày. Dày 7 ly, lưỡi mài một mặt này, hai lớp thép. Bề mặt lưỡi dao còn đẹp này, không có một vết rỗ nào đâu. Đó, bề mặt lưỡi dao cũng còn láng mịn nhá. Đây, chữ khắc chìm rất là nhiều này các bác. Và đây người ta có khắc chìm cái hình con sư tử đây các bác này. Đây, có hình con sư tử rất là đẹp đấy. Đây, những cái nét chữ thì khắc rất là tinh xảo đẹp này. Đó. Đây, cán cũng còn đẹp chắc chắn, cán còn rất là mới. Phần sống dao của nó đây cũng còn đẹp nhá. Đây, cây này thì nó nhiều chữ và nó có hình con sư tử đấy. Các bác có thể mua sưu tầm cây này rất là đẹp luôn này. Cây này rất thích hợp cho mấy bác sưu tầm. D30 là 550.000. D30 550.000. D31 một con dao chặt nữa. Chiều dài lưỡi con này 17,5. Bản lưỡi nó rộng 5 cm. À, độ dày lưỡi là nó dày cũng tầm 7 ly nha bác. Dày 7 ly. Lưỡi cũng mài một mặt này, hai lớp thép. Đó. Bề mặt lưỡi dao cũng còn láng mịn này, không có một vết rỗ nào cả. Rồi. Mặt sau này người ta có khắc chìm những cái hình hoa văn đây các bác. Hình hoa văn rất là đẹp đấy. À. Mặt trước này thì cũng có chữ này. Đó. Sống da cũng còn đẹp nguyên này. Cây này các bác mua sưu tầm được này. Nó có những cái hình hoa văn rất là đẹp.
Đây, cán cũng còn rất là mới và chắc chắn nhé. D31 là 390.000. D32. Chiều dài lưỡi con này 16,5. Bản lưỡi nó rộng 5 cm. À, độ dày lưỡi là 7 ly, lưỡi nó cũng dày 7 ly ạ. Đây, con này lưỡi cũng mài một mặt này, hai lớp thép. Đây các bác có thể thấy phần hai lớp thép ghép của nó này. Đó. Bề mặt lưỡi dao cũng không có một vết rỗ nhỏ nào luôn đấy. Cũng láng mịn luôn. Đây, chữ thì khắc chìm rất là nhiều này. Đây, trên này chữ trên chữ dưới này. Rất là nhiều chữ luôn đấy. Rồi, cán còn rất là chắc chắn, cán còn đẹp. D32 là 370.000. D33. Chiều dài lưỡi con này 16 cm, bản lưỡi rộng 5 cm. Độ dày lưỡi là nó dày cũng 7 ly nhá bác. Đây, 7 ly rất là dày đấy. Lưỡi cũng mài một mặt này, hai lớp thép. Đây, bề mặt lưỡi dao thì cũng còn rất là mịn màng luôn này. Không có một vết rỗ nhỏ nào luôn đấy. Đó, phần sống dao đây. Đây, cây này thì cũng có chữ này. Đây, cây này bề mặt lưỡi dao rất là đẹp luôn này các bạn. Đây, cán cũng đẹp chắc chắn rồi. D33 là 300. D33 là 300. D34. Chiều dài lưỡi con này 16,5. Bản lưỡi nó rộng tầm 3,3 cm. Độ dày lưỡi là nó dày 5 ni nha bác. Cũng khá là dày, dày 5 ni này. Lưỡi mài hai mặt 3 lớp thép. Rồi, bề mặt lưỡi dao còn láng mịn luôn này. Rồi, con này bề mặt lưỡi dao rất là đẹp luôn, không có một vết rỗ nhỏ nào đấy. Rồi, sống dao cũng còn đẹp này. Đó. Rồi, con này chữ thì khắc chìm rất là nhiều chữ nha bác. Phần chữ rất là nhiều. Cái này cán còn đẹp chắc chắn này. Này cán và lưỡi của nó thẳng luôn nha bác. Các bạn có thể mua về chặt gà chặt vịt rất là tốt đấy. Cán và lưỡi thẳng nhau luôn. D34 là 320.000. D35. Chiều dài lưỡi con này 18,5. Bản lưỡi nó rộng tầm 3 cm. Độ dày lưỡi là nó dày 4,5 ni. Dày 4,5 ni. Lưỡi con này cũng mài hai mặt này, 3 lớp thép. Đây con này bề mặt lưỡi rất là đẹp luôn này các bác. Mặt sau này nó còn những cái vân xước này các bác. Vân 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 dọc đấy. Những cái đường sọc sọc đấy rất là đẹp luôn này. Rồi. Các bác có thể thấy này. Rồi, sống dao cũng còn đẹp nhá. Chữ nha bác, con này cũng có chữ đấy. Rồi, chữ khắc chìm này. Dưới này thì có số 180 rồi. Con này chặt gà chặt vịt cũng rất là tốt này. Lưỡi dài, cán còn đẹp chắc chắn. Đó. D35 là 290.000. D36, một con dao đề 3. Chiều dài lưỡi 13,5. Và bản lưỡi dưới này nó rộng tầm 4,2 cm. Nhỏ lên trên này là còn 3,3 cm. Độ dày lưỡi là lưỡi dày 7 ly nhá bác. Lưỡi dày 7 ly. Lưỡi mài một mặt này, hai lớp thép. Bề mặt lưỡi dao cũng còn sáng còn đẹp này. Cũng không có bị rỗ đâu nha bác. Đây, mặt sau này có chữ khắc chìm này. Đây, cán gỗ khâu nhựa này. Đây, con này các bác về mua về có thể sử dụng thái hoặc lọc cũng được ấy. Thái hoặc lọc mổ xẻ đấy. Mổ xẻ cá rồi lọc thịt các thứ cũng được. D36 là 220.000. D37, một chiếc rìu đa năng. À, một chiếc rìu đa năng. Chiếc này chiều dài lưỡi tầm 13 cm. Bản lưỡi rộng tầm 11,5 cm.
Và lưỡi này nó dày tầm 5 ly nhá các bác, lưỡi dày tầm 5 ly. Đó. Và phần cán này nó dài tầm 36 cm, cán dài tầm 36 cm. Đó. À, trên bề mặt lưỡi thì có hình con sói này các bác. Có hình con sói này. Thép thì hai carbon này. Made in USA này. Đó. Rồi, lưỡi rất là bén đấy. Cái này rìu đa năng nha bác, đây. Cán của nó có thể tháo rời đây nha bác. Đây, cái này có cán có thể tháo rời ra luôn này. Tháo rời thành mấy khúc luôn ạ. Đây. Tháo rời ra có một cái lưỡi dao nhỏ này bác. Lưỡi dao nhỏ và trên lưỡi dao này có cái cạnh răng cưa này. Đó. Đây, và dưới này có thể tháo rời ra này các bác. Đây, tháo rời ra nó có một cái đánh lửa này, bên trong có một cái đánh lửa đấy. Đây, và phần dưới này cũng tháo ra được này. Đây, có một cái đầu nhọn kiểu đầu để đánh dấu các bác. Đầu đánh dấu. Bên trong này thì có la bàn luôn này. Đây, bên trong này có la bàn. Dưới này có một cái dây đeo này. Đó, một cây rìu rất là nhiều công dụng luôn nhá, cây rìu đa năng đấy. Đây, có thể tháo rời ra và này các bác đi dã ngoại rồi đi vào rừng đấy, đi sinh tồn có thể mang theo cây rừng này, mang cây rìu này theo thì nó rất là nhỏ gọn nhá. Đây, các bác có thể tháo rời ra này cho vào túi sách rồi ba lô mang theo. Đó. Hoặc là cây này các bác mua về sưu tầm cũng được, rất là đẹp này, có hình con sói. À, đây lưỡi của nó có một cái bọc vải đây nha bác, lưỡi có một cái bọc vải này. Đó. Đây chiếc rìu D37 là 450.000 ạ, rìu D37 là 450.000. D38 một lưỡi rìu chữ L, chiều dài lưỡi tầm 11,5 cm, bản lưỡi nó rộng tầm 9,5. Lưỡi rìu này cũng mài hai mặt này, ba lớp thép nhá. Lưỡi rìu này mài hai mặt, ba lớp thép. Đây, bề mặt lưỡi rìu còn rất là đẹp nhá, không có một vết rỗ nào nha các bác. Đó. Này các bác về chê một cái cán vào bổ củi rất là tốt đấy. Lưỡi rìu D38 là 220.000. D38 220. Tiếp đến là một số mẫu dao bếp nha các bác. D39. Một con dao bếp của Đức này. Con này chiều dài lưỡi 21 cm, bản lưỡi rộng 4,5. À, độ dày lưỡi là nó dày 2 ly, lưỡi dày 2 ly. Đây, bề mặt lưỡi dao còn sáng còn đẹp này. Đây, con này bề mặt lưỡi dao rất là đẹp luôn, gần như dao mới luôn các bác. Đây, có chữ Made in Solingen này, Germany này. Đây, thép gì CRMOV15 gì ấy. Đó, lưỡi rất là sắc bén luôn nha các bác. Đây, cây này em thấy lưỡi của nó rất là bén luôn. Đây, cán mà cái này cán mà lưỡi đúc liền luôn nha các bác. Đây, và phần cán của nó là cán gỗ nha bác. Đây, cán gỗ này. Đây, gỗ có những cái vân rất là đẹp luôn, ba chốt này. Và cái chốt ở giữa này nó có kiểu hình như hình bông hoa đấy các bác, rất là đẹp. Đây, hình bông hoa này. Đó. D39 là 380.000. Đó, con dao bếp D39 380. D40. Chiều dài lưỡi con này 16,5. Bản lưỡi nó rộng tầm 4 cm. À, độ dày lưỡi là lưỡi nó dày 2 ly nha bác. Đây, lưỡi rất là dày, dày 2 ly. Lưỡi 3 lớp thép nha bác. Con này lưỡi 3 lớp thép đấy. Đó, các bác có thể thấy 3 lớp thép này. Bề mặt lưỡi dao còn sáng còn đẹp này, gần như kiểu dao mới luôn. Bề mặt lưỡi dao còn rất là sáng và đẹp.
chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này. Mấy con ba lớp thép này lưỡi rất là bén nha các bác. Đây, lưỡi rất sắc bén luôn. Lưỡi dày. Đây, cán gỗ này có hai chốt inox. D40 là 220.000. D41. Chiều dài lưỡi con này 16 cm, bản lưỡi nó rộng 4 cũng tầm 4 cm. Đó, nó rộng tầm 4 cm. Và độ dày lưỡi là nó cũng dày 2 ly nha bác, cũng rất là dày, dày 2 ly. Đây, lưỡi cũng 3 lớp thép này, các bác có thể thấy 3 lớp thép của nó nhé. Đó. Bề mặt lưỡi da cũng còn sáng còn đẹp. Đây. Đây, bề mặt lưỡi da cũng còn rất là đẹp luôn này. Chữ thì được khắc chìm rất là nhiều chữ luôn. Mấy con 3 lớp thép này lưỡi rất là bén. Cán gỗ này có 3 chốt này. D41 là 220.000. D42. Một con dao bản vuông này. Chiều dài lưỡi 15,5. Bản lưỡi nó rộng 4 cm. Độ dày lưỡi là nó dày là 2 ni rưỡi nha bác. Lưỡi dày 2 ni rưỡi. Lưỡi mài một mặt này, hai lớp thép. Đây, bề mặt lưỡi da cũng còn sáng. Đây, bề mặt lưỡi da cũng còn rất là đẹp này. Gần như da mới luôn đấy. Đây, chữ thì mặt trước này khắc thủ công rồi bác, những cái nét chữ khắc thủ công rất đẹp. Con này hai mặt chữ luôn nha bác. Đây, mặt sau này cũng có chữ này. Đây, mặt trước cũng chữ này. Đây, cán gỗ khâu nhựa này. D42 là 280.000. D43 một con dao sashimi. Chiều dài lưỡi con này tầm 16,5 cm. Và bản lưỡi nó rộng tầm 2,5 cm. Độ dày lưỡi là nó dày 3 ly nha bác. Lưỡi dày 3 ly. Đây, con này lưỡi cũng mài một mặt này. Mặt sau này thì nó hơi có những cái vết đen đen thôi nha bác, không phải là rỗ đâu mà để bãi đấy, nên nó hơi có những cái vết đen đen nó bám vào, về các bác có thể mài rồi trà thêm cho nó sáng là nó đẹp thêm nhé. Đây. Đây, chữ khắc thủ công này các bác, con này thì rất là nhiều chữ luôn này, những cái nét chữ khắc thủ công rất là đẹp luôn. Đó, lưỡi rất là bén, con này các bác mua sử dụng thái hoặc lọc thịt rất là tốt nhé. Đó, con này sử dụng lọc thì rất là tốt đấy. Đây, cán gỗ này cũng còn rất là mới và cán nó cũng có chữ này, khâu inox. D43 là 180.000. D44 một phôi dao thép titan. Chiều dài lưỡi 17 cm. Bản lưỡi rộng 8 cm và độ dày lưỡi là lưỡi nó dày 2 ly ạ. À, lưỡi dày 2 ly. Phôi dao này phôi dao thép titan nha bác. Thép không gỉ đấy. Rất là cứng cáp, thép titan thì rất là cứng cáp luôn đấy. À, lưỡi cũng rất khá là bén nha bác. Này chưa có cán đâu, các bác về làm một cái cán thành một con dao bầu, kiểu dao dạng dao bầu ấy, rất là đẹp luôn này. À, nó không chống gỉ luôn, nó không gỉ. Độ cứng của nó thì phải nói siêu cứng luôn nha bác. Thép titan siêu cứng luôn. Thép không gì. D44 là 150.000. D45 một con dao gấp này. Chiều dài lưỡi 9,5, bản lưỡi rộng tầm 2,5 và độ dày lưỡi là nó dày 3 ly nha bác, dày 3 ly. Đây, con này lưỡi mài vát hai mặt này. Đây, có tên hãng Browning này các bác. Browning. Đây có chữ USA này. Đó, có chữ USA. Lưỡi cũng khá là bén. Con này đi du lịch, đi phượt đấy. Đấy, mang theo nó nhỏ gọn tiện lợi này.
D45 là 250.000. D46 một con dao gấp nữa. Con này chiều dài lưỡi 7,5, bản lưỡi rộng tầm 2,5, à, độ dày lưỡi là dày tầm 3 ly nhá bác, dày 3 ly đấy. Con này lưỡi cũng mài hai mặt này, à, bề mặt lưỡi dao cũng còn đẹp này, à, chữ khắc chìm rất là sâu nhá, lưỡi cũng khá là bén đây nha bác. Con này khâu của nó là khâu đồng nhá bác, cán sừng là khâu đồng, cán của nó là cán sừng đấy. Mấy con khâu đồng cán sừng này đấy, mua về các bác sưu tầm được rất là đẹp luôn. Đây, có một cái dây dây treo ở đây, dây đeo đấy. Đó. D46 là 250.000. D46 250.000. Thì em xin kết thúc video tại đây và xin cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.